Thân chào bạn đến với kênh McDonields Food Vlog, McDonields Podcast. Sau đây là đồ uống. Cách làm: Latte matcha nước đá. Làm món latte matcha đá dễ dàng này, giống như trong quán cà phê yêu thích của bạn. Matcha được trộn cùng với sữa lạnh, phục vụ trong nước đá. Công thức Iced matcha latte này là một loại đồ uống có kem và tươi mát. Matcha latte có thể được pha nóng hay lạnh. Nếu bạn đang bỏ lỡ món latte matcha đá thông thường từ Starbucks hoặc quán cà phê lân cận, thì công thức này dành cho bạn. Nhờ đó, bạn sẽ có thể pha chế đồ uống yêu thích của mình tại nhà. Vào buổi chiều, khi tôi cần lấy lại tinh thần một chút và biết rằng mình không thể uống cà phê hoặc đồ uống pha cà phê espresso, thì tôi sẽ thức cả đêm. Và đây là một ly matcha latte với sự lựa chọn hoàn hảo. Matcha là gì? Bột matcha được làm từ lá trà xanh xay nhuyễn. Thay vì pha một tách trà bằng lá trà, đây là loại lá trà được nghiền nát và hòa tan vào nước ấm hay nước nóng. Nếu bạn có đặc quyền đến thăm Kyoto, Nhật Bản, hãy nhớ đến một quán trà và mua một ít bột trà xanh matcha tuyệt đẹp để mang đi trên đường. Các gói matcha này có thể làm quà tặng tuyệt vời. Cách làm matcha latte đá. Thời gian chuẩn bị 5 phút. Tổng thời gian 5 phút. Phục vụ 2 ly trà matcha đá. Thành phần: 2 muỗng cà phê bột matcha, 1 đến 2 muỗng canh nước nóng, 1 cốc nước ấm hay nước đá. Sữa tự chọn, tôi dùng sữa hạnh nhân. Thiết bị: ấm pha trà, matcha đánh bông, matcha. Dinh dưỡng: calo 12 kilocalo 1%, chất đạm 2g 4%, vitamin A 200 iu 4%, sắt 1mg 6%. Hướng dẫn. Bước 1, bạn cho một vài muỗng cà phê bột matcha vào cốc hoặc bát đo lường. Đổ vào 1 đến 2 muỗng canh nước nóng và đánh cho đến khi matcha hòa quyện hoàn toàn vào nước. Điều này sẽ tạo ra gần như một chút dáng. Bước 2, đánh đều cho đến khi matcha tan hết, sau đó bạn đổ một cốc nước còn lại vào, trộn đều và đánh thêm một ít. Chuyển cốc hoặc bát matcha này vào tủ lạnh hoặc tủ đông để làm lạnh vào khoảng 15 phút. Bước 3, lấy 2 ly có chứa lượng nước đá vừa đủ trong ly hay đầy nước đá trong 2 ly. Sau đó, rót sữa hạnh nhân hoặc sữa tùy thích vào ly có nước đá này, sao cho đầy khoảng 3/4 ly. Nếu bạn thích, đây là thời điểm tuyệt vời để thêm bất kỳ siro đơn giản nào. Bước 4, lấy ra cốc hoặc bát matcha từ tủ lạnh sau khi cốc hoặc bát matcha này đủ lạnh. Cuối cùng, đổ cốc hoặc bát matcha này vào ly có chứa lượng nước đá cùng siro và khuấy đều. Kết quả là có một niềm hạnh phúc không thể kiềm chế. Ngoài ra, và thực sự đây là một ý tưởng truyền cảm hứng, không phải chỉ là một công thức. Hay là cả hai lý do chính đáng. Để biết thêm thông tin chi tiết về các cách làm bánh Á hay bánh Âu, bạn vui lòng để lại thông tin ở nút đăng ký hay like bên dưới để được hỗ trợ tư vấn miễn phí nhé. Chào thân ái. McDonields Thuniel. Ngày 20 tháng 3, 2023.